Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, bữa sáng là một bữa ăn quan trọng trong ngày, nhưng nhiều người quan niệm rằng nhịn ăn sáng để mong giảm cân. Nhưng quả thật, đây là một ý kiến không hay. Bởi vì việc bỏ bữa sáng không giúp bạn giảm cân, mà ngược lại còn khiến cân nặng của bạn tăng lên vùn vụt. Do cơ thể bạn yêu cầu nạp năng lượng cao hơn vào bữa trưa và các bữa phụ khác. Điều này khiến năng lượng không được chuyển hóa và sẽ tạo thành mô mỡ tích trữ. Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân mà không biết bữa sáng nên ăn những gì cho hợp lý, thì bạn hãy lưu lại những món ăn sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những thực phẩm dùng cho bữa sáng giúp bạn giảm cân, ngừa tích mỡ bụng. Yến mạch. Yến mạch là thực phẩm rất ít calo, giàu chất xơ, có tác dụng trong cung cấp năng lượng và loại bỏ mỡ bụng cho cơ thể. Ngoài ra, yến mạch cũng giúp giảm cholesterol và tạo cho bạn cảm giác no lâu hơn bình thường. Trứng. Trứng là nguồn cung cấp protein rất tốt. Choline trong thành phần của trứng có tác dụng đốt cháy lượng chất béo thừa trong cơ thể. Do vậy, thêm một quả trứng vào khẩu phần ăn của bữa sáng giúp bạn tăng cường sức khỏe và hỗ trợ ngăn ngừa tích lũy mỡ thừa ở bụng, gan. Sữa chua là một nguồn protein và chế phẩm sinh học phong phú. Sữa chua giữ cho chất béo không bị lắng đọng quanh vùng bụng. Ngoài ra, ăn sữa chua vào bữa sáng cũng giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu. Táo. Táo rất giàu chất xơ và một số chất dinh dưỡng khác. Một quả táo trong khẩu phần ăn bữa sáng sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Đây chính là biện pháp hỗ trợ giảm mỡ tích lũy trong vòng eo. Hạnh nhân. Protein và chất béo bão hòa đơn có trong hạnh nhân giúp duy trì cân nặng của cơ thể và giảm lượng chất béo lắng đọng ở bụng. Quả óc chó. Quả óc chó rất giàu axit béo và omega 3, có tác dụng duy trì tốc độ trao đổi chất và lượng glucose trong cơ thể. Vì vậy, ăn loại quả này buổi sáng giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều, giúp giảm cân và tránh hình thành mỡ bụng. Chuối. Chuối rất giàu kali và chất xơ. Vì thế, chuối cũng được xếp vào nhóm trái cây giúp ngăn ngừa tích lũy chất béo trong cơ thể, đặc biệt là vùng bụng. Rau chân vịt. Ít calo, giàu chất xơ, vitamin và các khoáng chất. Rau chân vịt là một trong những thực phẩm rất tốt cho bữa sáng, giúp giữ lượng nước trong cơ thể, tránh tình trạng thừa cân mà không bị đầy hơi. Những loại nước nên uống trước khi ăn sáng. Nước dừa, trà gừng hay nước ép rau củ quả và lô hội đều là những thức uống tốt cho sức khỏe, nên uống vào buổi sáng ngay sau khi tỉnh dậy. Nam giới vòng bụng càng to, vòng đời càng ngắn. 4 giải pháp giảm mỡ vòng 2 hiệu quả nhất. Các nghiên cứu đã khẳng định rằng vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn, tuổi thọ giảm, vì cơ thể có nguy cơ sinh nhiều bệnh tật. Đây là 4 giải pháp bạn nên áp dụng sớm. Khi một người đàn ông bắt đầu bị béo lên, thịt và mỡ trên vùng bụng sẽ càng ngày càng tăng lên, số đo vòng bụng lớn dần và tình trạng này sẽ làm cho cơ thể của bạn trông rất khó coi. Tình trạng này cũng khiến nam giới cảm thấy vô cùng mất tự tin về ngoại hình. Đồng thời, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vòng bụng càng lớn thì vòng đời càng ngắn, liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ của bạn. Có rất nhiều căn bệnh được sinh ra sau khi bạn bị béo bụng. Mỡ tích tụ ở vùng bụng lớn thì các căn bệnh liên quan cũng có điều kiện để hình thành và tấn công bạn. Tuy nhiên, dù muộn vẫn còn hơn không nếu bạn muốn khắc phục tình trạng mỡ bụng của mình. Điều này không phải là quá khó khăn,
Cách giải quyết hiệu quả có thể thông qua 4 phương pháp đơn giản sau đây. Thứ nhất, ăn bữa tối trước khi ngủ 4 giờ, nếu muộn hơn chỉ nên ăn nhẹ. Thật khó để bạn có thể ăn bữa tối trước 6 giờ nếu bạn đi ngủ lúc 10 giờ. Điều này gần như khó khả thi đối với hầu hết những người bận rộn. Vì vậy, hãy chú ý ăn bữa tối càng sớm càng tốt, hoặc ăn tối cách thời điểm đi ngủ là 4 giờ đồng hồ. Đây là thời điểm ăn lý tưởng nhất để tránh tăng cân và tích tụ mỡ bụng. Thời gian dạ dày tiêu hóa hết hoàn toàn thức ăn là trong vòng 4 giờ. Vì vậy, bạn nên ước lượng thời gian để ăn uống phù hợp. Nếu ăn muộn, bạn nên chọn thực phẩm dễ tiêu hóa, số lượng ít và thanh đạm hơn. Trong một thời gian dài bạn áp dụng cách ăn này, số đo vòng bụng sẽ giảm dần, giúp bạn cải thiện tình trạng mỡ bụng một cách hiệu quả. Thứ hai, nên ăn sáng đầy đủ, đừng coi nhẹ bữa ăn sáng. Đối với nam giới, rất khó để giảm cân bằng cách ăn kiêng. Vì vậy, nếu bạn không ăn hoặc ăn quá ít vào buổi sáng hoặc buổi trưa, sẽ dẫn đến việc bị đói và sẽ ăn bữa tối nhiều hơn, thậm chí ăn nhiều vào ban đêm. Đây là nguyên nhân khiến bạn rất khó giảm mỡ bụng. Lời khuyên dành cho những người muốn giảm cân số đo vòng bụng là nên ăn no vào bữa sáng và bữa trưa, ăn ít vào bữa tối. Ngoài ra, bạn nên ăn đúng giờ, có sự điều độ cả về giờ giấc và số lượng thực phẩm ăn vào. Nghiêm khắc hơn với chính mình trong việc ăn uống thì mới có thể giảm béo bụng hiệu quả. Thứ ba, nên ăn nhiều rau củ quả, giảm ăn thịt. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các axit amin trong thịt có thể gây ra các tác dụng phụ trong cơ thể con người. Và ăn nhiều thịt hơn có thể dẫn đến sự tích tụ mỡ thừa và tăng cân. Điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe con người. Trong khi đó, rau củ quả là thực phẩm giàu vitamin và chất xơ thô, có thể làm cho nhu động ruột hoạt động hiệu quả, tiêu hóa nhanh hơn, tăng chức năng giải độc của cơ thể, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Vì vậy, nam giới muốn giảm số đo vòng bụng, có thể ăn nhiều rau củ quả hơn và ăn ít thịt hơn. Thứ tư, tập thể dục và đi bộ nhiều hơn. Đi bộ nhiều hơn, hoạt động thể dục nhiều hơn được xem là giải pháp có thể làm cho cơ thể bạn được vận động và nhận được nhiều giá trị. Từ đó có thể nhanh chóng loại bỏ tình trạng vòng bụng to của bạn. Những người muốn giảm số đo vòng bụng có thể tập luyện các bài tập liên quan đến cơ bụng của mình theo cách đi bộ để loại bỏ chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể. Tập thể dục cũng là một cách rất khoa học và rất hữu ích để giảm cân. Vì vậy, bạn không được quên thói quen này hàng ngày nếu bạn muốn giảm cân. Ngoài ra, bạn có thể nhanh chóng loại bỏ mỡ thừa ở bụng bằng cách leo cầu thang, đi xe đạp hoặc chạy bộ. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.